Rồi ok, chúng ta bắt đầu học nhá. Đấy thì uh, buổi trước là tôi đã ta, tôi đã cho các bạn 10 cái câu hỏi cơ bản khi bảo vệ đề cương nghiên cứu trong ngành y, tất nhiên là các ngành khác thì các bạn có thể vận dụng thêm nhá. Thế thì uh, buổi này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái gợi ý, Đấy. các cái gợi ý để các bạn có thể dựa vào đó mình trả lời cho câu hỏi của mình. Thế còn uh, tôi sẽ lựa Đấy, tôi sẽ lựa nếu các bạn quan tâm muốn trả lời kỹ hơn vào từng cái tình huống của mình ấy thì chúng ta có các cái nội dung thì có thể gửi gửi lại ở trên trên phần chat ấy. đấy thế thì tôi sẽ tôi sẽ lựa vào đó sau đó tôi sẽ áp nó vào để tôi sẽ trả lời cụ thể cho các bạn được chưa đấy ok thế thì câu hỏi thứ nhất đó là tại sao bạn quyết định chọn chủ đề nghiên cứu này và vấn đề nghiên cứu của bạn có ý nghĩa thực tiễn như thế nào đúng không cái câu hỏi này là cái câu hỏi tôi đã trả lời trong buổi livestream trước đấy, thì bạn nào mà muốn tôi xem tôi phân kích, tích kỹ hơn thì có thể xem lại cái video đấy nhé. mà muốn xem các video về à, gọi là trực tiếp như này thì các bạn sẽ các bạn sẽ vào kênh youtube này kênh youtube của tôi này đấy. kênh youtube của tôi chắc các bạn đều biết rồi đúng không đánh chữ vũ duy kiên này đấy. thì các bạn có thể vào được cái kênh youtube này đấy. sau đó thì các bạn có thể nhìn thấy đây này hiện nay là cái 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 buổi này là chúng ta đang trực đang trực tuyệt, trực tiếp đây này đúng không đấy thế thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có cái phần là video phát trực tiếp này đấy. Đấy. toàn bộ các cái video thì các bạn có thể kích vào video đây nhé còn trang chủ thì là nó sẽ nó sẽ tổng hợp theo một số các cái nhóm video đấy thế thì tôi 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 phân theo các cái nhóm ở đây thế còn nếu mà các bạn muốn xem toàn bộ các video nhé thì mình kích vào video này thì trong này nó có các cái các cái video có những cái thì tôi tôi đưa lên nhưng mà nó chưa được phát nhưng có những cái phát rồi thì chúng ta xem ở trên đó nhé và chúng ta sẽ nhìn thấy nó có chữ là video phát trực tiếp này Đấy, video phát trực tiếp này Đấy, mình có thể kích vào đây Đấy. kích vào đây thì chúng ta có thể xem xem lại các cái video các video của các buổi trước Đấy, các buổi trước này cái buổi này của chúng ta đang ở đây đúng không Đấy, các buổi trước này đúng không? Rồi, đấy là tôi hướng dẫn cách mà các bạn làm nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta trả lời này. Câu hỏi 1 đó là về vì sao quyết định chọn đề tài này và vấn đề nghiên cứu của bạn có ý nghĩa thực tiễn như nào? Thế thì mục đích của người ta ấy, là người ta muốn các bạn trả lời về cái tính cấp thiết của vấn đề. Đúng không? Để chúng ta sẽ cần phải nói qua một chút là cái vấn đề của mình nó là cái gì? Và vì sao nó lại quan trọng? khiến cho mình phải làm nghiên cứu này Đấy. và chúng ta sẽ cần phải nói về cái khoảng trống kiến thức đúng không? khoảng trống kiến thức hiện hiện nay Đấy. khoảng trống kiến thức hiện tại ấy. Đấy. thì thực tế là như này này khoảng trống kiến thức ấy, nó phải là cái kiến thức mà nó chưa từng có Đấy. nó chưa từng có Đấy. nhưng mà nếu mà các bạn mới làm nghiên cứu mà, mà mà gọi là nghiên cứu ra những cái thứ chưa từng có thì nó rất là khó đúng không nhỉ Thế thì đối với các bạn ấy hầu hết ấy thì cái tư duy là gì? Là mặc dù cái kiến thức đấy người ta đã từng nghiên cứu rồi ở những chỗ khác rồi, nhưng mà chưa từng có nghiên cứu ở chỗ các bạn ấy trong cái bối cảnh của các bạn ấy thì đấy nó cũng là một cái loại kiến thức mới, đấy nó cũng là gọi là một cái khoảng trống nghiên cứu. Thế thì mình sẽ trình bày về cái nội dung đó. Nên nó gọi là tính cấp thiết. Nên các bạn sẽ cần phải trình bày về tính cấp thiết của vấn đề này. Đầu tiên mình sẽ nói về vấn đề của mình là gì này. Vấn đề nghiên cứu của các bạn là gì này? tính cấp thiết của vấn đề này và sau đó thì mình nói về khoảng trống nghiên cứu, đúng không? Đấy, có cái mẫu ở đây này và đây là cái cách mà chúng ta có thể trả lời chi tiết nhé. Đấy, các bạn có thể chụp lại. cái này tôi đã nói về hôm buổi trước rồi nên tôi không nhắc lại nữa được chưa? Đấy, tôi sẽ nói, tôi sẽ để đây một tí các bạn chụp lại tí nhé. Đấy. câu hỏi 2 là người ta sẽ hỏi các bạn là câu hỏi nghiên cứu chính của các bạn là gì? Đấy, và bạn đã xác định các mục tiêu cụ thể nào để đạt được, đúng không? Đấy. Thế thì với câu hỏi này thì cái câu hỏi nghiên cứu chính của các bạn là gì các bạn phải nói ra. Thì thực tế thì cái câu hỏi cái câu hỏi nghiên cứu chính của các bạn nó chính là một cái thứ mà nó liên quan đến cái vấn đề nghiên cứu của mình ấy, đúng không? Mình nghiên cứu về cái gì thì chúng ta sẽ cần phải hướng đến điều đó đúng không? Ví dụ như chúng ta nghiên cứu để mình xác định về một cái tỷ lệ gì đấy chẳng hạn, ví dụ như là tỷ lệ biến chứng chẳng hạn hoặc là tỷ lệ suy dinh dưỡng chẳng hạn. Đấy. và các yếu tố liên quan đúng không? Thì mình sẽ cần cần phải trả lời là gì? Là gì? câu hỏi nghiên cứu của mình câu hỏi nghiên cứu của em là gì là xác định hay là hay là cái tỷ lệ suy dinh dưỡng tại cái cộng đồng này nó là bao nhiêu và các yếu tố nào ảnh hưởng đến cái tình trạng suy dinh dưỡng ở cái cộng đồng này chẳng hạn đúng không đấy thì đấy là đấy là đấy là mình cần phải trình bày về cái nội dung đó nhé đấy. hoặc là gì hoặc là xác định cái tỷ lệ biến chứng hoặc là một số các bạn làm nghiên cứu can thiệp chẳng hạn đúng không đấy, thì mình sẽ cần trả lời là với cái can thiệp này, đúng không? thì nó sẽ giảm cái thời gian nằm viện là bao nhiêu chẳng hạn hoặc là nó giảm biến chứng là bao nhiêu chẳng hạn hoặc là cái 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 hồi phục của nó là bao nhiêu chẳng hạn kiểu kiểu thế, được đấy chưa? Đấy. và đấy là cái câu hỏi nghiên cứu nhé. Sau đó chúng ta sẽ cần phải trình bày là những cái mục tiêu nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu thì chúng ta sẽ cần phải biết cách viết mục tiêu SMART, đúng không? Mục tiêu SMART thì tôi đã có cái video rồi, thì các bạn có thể đánh lại là gì? đánh đúng cái từ này nhé mục tiêu SMART thêm chữ vũ duy kiên thì có thể nhìn thấy được cái video đó để xem kỹ hơn cái SMART này, này chẳng qua là nó viết tắt nó viết tắt của các cái từ tiếng anh thôi Đấy. chữ S này là specific này tức là cụ thể này mục tiêu của các bạn sẽ cần phải cụ thể này thứ hai M là measurable tức là đo lường này tức là có thể đo lường được này Đấy. chữ A là gì là ACHIEVEMENT này đúng không? Đấy. achievable Đấy, nó phải dùng tính từ đúng không? tức là gì? là có thể đạt được đúng không? R là relevant tức là liên quan đúng không? Đấy, có liên quan. T là gì? là thời gian. Đấy. nó phải trong cái khoảng thời gian nào đó. Đấy, mục tiêu SMART nó phải có đủ năm cái thành phần này, được chưa? Đấy. và chúng ta cần phải có đủ cái số lượng mục tiêu nhằm mục đích là để trả lời được câu hỏi nghiên cứu của mình, để trả lời được cái câu hỏi nghiên cứu chính của mình, được chưa? thì đấy là cái gợi ý trả lời cho câu hỏi thứ hai để chúng ta cần phải trả lời các cái ý này đúng không? mình sẽ cần phải nói phát biểu về câu hỏi nghiên cứu chính của mình và sau đó mình cần nói về các cái mục tiêu và mục tiêu đấy chúng ta sẽ cần phải sớm hát đúng không mục tiêu của chúng ta cần phải sớm hát chúng ta nói mục tiêu sớm hát cái thì là các thầy cô sẽ sẽ gật gật đúng không à, còn nếu mà cái mục tiêu của chúng ta nó mơ hồ thì các thầy cô sẽ tiếp tục hỏi tiếp các bạn đúng không? sẽ vặn tiếp các bạn Câu hỏi số 3 đó là nghiên cứu này sẽ đóng góp gì mới so với các nghiên cứu trước đó? Đấy. Thế thì để trả lời đến câu hỏi này thì các bạn sẽ cần phải tổng quan các nghiên cứu trước. Đặc biệt là các bạn cần phải lựa chọn ra các cái nghiên cứu chính mà liên quan đến cái nội dung mà mình làm nghiên cứu. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi